Ôn bạn chờ xa phương, hôm nay gặp lại đất ta mong thác mây đâu nọ gặp ôn na mương lầm chờ mương nôn, hôm nay hát lại đứa con la bụi cùng nói bữa ngày gặp từ nó nghĩ nhớ mày cũng thôi quên đâu nói để đi đi rồi từ nó đứa mình hát rồi đôi lưỡi hỏi thăm cô nói gặp chồn thác mây ùn nằm bụi sương như ngày con ma thử đi vậy ơi gặp em ở chồn đám ni sắm hoài cuộc đời quê hà ra bàn nơi còn tháng chi nữa nó đứa mẹ thắm hoài đôi lưỡi cho bụi phù nói còn răng nửa mà em hơi buồn mà mong đều đi bước khi gặp mãi như vậy ơi ở mắt có thật ta chẳng đi ai buồn à thắng thì à lúc ni cho vui rồi ồn nói buồn ni an thật là bộ tha ăn là ngân nói thằng con phong ê nhà trường ni vậy ơi thầy ồn à em đã thấy thương mắt ta có hạn chung đường đều đi chẳng ồn nói chẳng lo đều đi mà em nhà hơi kiên là lòng miệng kiên có bỏ đi nó đi vậy thằng à tha cho số cha cho lên muốn thằng à đéo thì thằng à ý sen mô đuổi đầu nó ơi còn rằng chi nữa mà em nhà hơi là mong đều đi bước khi gặp mãi ở chốn đi bữa ngày ó gặp bà nói mặt ta uốn cò thấy lưỡi nó chưa hay uốn thương trường em trường làm mà trường nôn trường đêm buồn chẳng đầy trường ngày hôn ô ăn đi vậy ơi nhớ
ít đường à lại ngôi bấn phân trọn già quê huế nhớ thương nó nành nó ơi trường em trang biệt mà để ở đâu đi à vào tay ao lâu à đâu ra vậy lại nhìn thường ồn anh đưa lòng tim mà ngã nằm mau phải nhờ anh vẫn đi mất lòng đau ồn ơi trường anh ăn chung ngồi gặp mà cây bàng bàng à bao nhiều là thường chàng bây nhiều đi bảy nơi ăn à chanh ngôi gọc cà cây chanh nha chanh cho mỗi mặn xin hát đứng quên nhau cô nói ăn chanh ngôi gọc cây ơ chanh nhà ơi đổ lại quê thành ra mời một lần quê thành em hào đình ngàn lần chỉ lo ca giả biệt muôn phấn má thương đôi ủ nó chàng lo trang cửa lòng cún vơ cửa vai đón ra bảy nơi hào báo mê chẳng biết ta đường muốn ơi đứng đoạn đời ngã cũng đi bảo cũng hãy nói chẳng lo đều đi mà em ơi buồn xa đang khao thôi ở đoạn ra vậy bảo nha chỉ lo đã có người đau anh bao ở mày đã cá đau mang sương đau nó ơi em ơi đừng rằng đeo đi mà chuông mà thương lõng bao đau lòng ngã của em đi bảy ơi thầy un thương lắm mà thương vì mong áo an chung cảnh đông điêu đi đâu nọ chẳng lo nếu đi khâu y vai khang rằm ra vậy ơi đôi hà như lùa mà đông đông đẹp mà duyên đẹp cả cây à lòng mê cha ra bàn ơi hèn à ní như vùng à ra cát long nếu mà khát nước hèn à vòng mà đi đâu nói chẳng lo đeo đi trường nhau ốc
qua mà chiều à trường à bè mù kinh là chê trường là bảy đều ngồi chị à vì thương à ùn à làm mà rồi hôm nay đã à cũng ngồi món nhậu đâu nọ ơi em ơi có thật mà đều à đi hay à rằng em nói qua lời đâu mà mong đi vậy ơi bữa khi bố mẹ à xin à thanh ba con đừng nói rồi bỏ thằng ó tiếng rù nó ơi thế thì em về hỏi mẹ mà cũng cha đến chơi nhà răng ngơ chẳng đi vậy ơi khi đi em đã chưa có răng hôm nay đi ruộng ở mương xứ thành đầu nó ơi mẹ đang đi mổ cha chứ con ơi biết con phải có người đi xéo cô ấy nói thế thì cảm ơn lời ngọt mà tiếng vang ngày này cũng đã tròn an trang hay à thương ra bàn ơi thế thì ùn đi khắp tình như mà hòa bình chẳng à đi để phòng dòng mi như em nhà cười đi vậy ơi bò măng thang ria nốt lương đứng thang đéo thì bắn phương cười chê cụ nói ôn đi khắp tình mà hòa bình ngày à này cũng đã cho hàng người tình là em có ảm chẳng hư la hôm nay về la đặt sứ thanh nhà ai mang ổn đẹp ổn thanh la hồng đầu nó ơi đều ni mong lắm chứ nó chỉ mong nó đẹp à cho đôi mái khâu rồi ùn nó ơi ùn đi khắp bồn mà vương ngát lời ngày à này đã cho ăn thôi nhớ thì đôi bầy ơi trường em làm mà em nhà hơi xa rồi em đến cây ni đã khác mưa mây ra bầy em ơi em à mắng bó nhu à bó răng à thác mê sụt lầm em à phải băng bao chửi đâu nó ơi phạt mấy cánh đẹp mà tuyệt vời đưa
du lịch khách mời đến thác bảy ra bảy nơi đỡ đồi hà ha chơi rồng mà bắc bơi chơi thường rồng nhờ cả ngày hôm nay cũng vậy ơi. Xưa thanh sơn thủy hiếu tinh nón xanh nhà nữa ca đẹp bà na minh bao trời đâu nói trời cho tiếng cửa tiếng nhà chứ cho nó đẹp mặn mà cho thường đâu nói con thằng bỏ nửa mà em nhà hơi ôn là mòn đều đi bờ khi gặp mãi ra bà ơi em ơi trốn hoài mà cậu an đi rằng cho em thì bố cho ra ồn con ồn hỏi hỏi tần hỏi to đứng mà hỏi vẹt hỏi bó thương em cũng nói gặp chàng ở chồn có ban hay rằng mình em đi vậy ơi cảm ơn una hỏi em chàng đưa em bố lại đang hoang lòng hay buồn nói em đi chỉ có một mình như cơ là chỉ ta dọ là cún léo léo đâu nó ơi nếu mà em có mà mua mình cho ồn đi đến đó là ghép rồi ra vậy con cha nếu mà có thật ta lưỡi nàng bước chân mạo mặn gặp nàng hôm nay rồi nó ơi đôi hà như thế mà còn bay đã quyệt phải đến đường hoa thấp mà cao ra bàn ơi đôi mình như thế còn ông mình cứ quấn quýt bên trong bên vai còn rằng bỏ nửa quyết phải đánh đà đồn hạ pha ta cành nhớ liền hạ cây ra bàn ơi ùn răng đeo đi mang đi mà chỉ lo thật ta ó xiêm đen nơi rồi ùn nó em ơi ăn thật mà bố tha mà ngầu
nói chẳng còn phòng anh nhà trường ra bàn anh sướng anh bồ răng sướng chỉ lo đấy có đón đường kia luôn ơi anh ơi thân em như chị mà rồi chị điều trước do chưa về tay ai ra bàn anh ơi nếu mà như rơi chỉ đeo phất phượt lửa chờ anh treo cho hay ổn thường ơi thế thì vui làm ơi ngày à ngày quân đi hát an trang hay thương ra bàn ơi ôn à ơi cứ nói à thật ta lòng đứng mà nói mãi lòng vắng mà thương cũng ôn nói thần ủn nhớ cả mà phạm mà lắm đi già cha đang kha ọt lầm ôm ngay đi vậy ơi nếu mà như cả đám đi tha đáng khả có người nhóm má khẩu rồi ơi em ơi có thật mà đều ani hay à rằng em nói rồi đôi mà uốn chiếm mà bảo như vậy ờ tin anh nói nụ ngát lương anh chỉ thắng thật cho bán thương nó khen rồi ủn nó ơi thế thì vui làm mà em ơi vui à đêm chẳng đầy vui ngày uốn chẳng ăn ra bàn ơi bò uốn nói mai chờ nôn nàng mà uốn thương lì lòng chẳng hôm nay uốn nói trường biệt mà để đau hoa để à bà cái gối ngồi đầu con người hơi đi vậy ơi bò măng quý lắm hơn vàng hôm nay ăn un nói trang hô cầu nụn ơi nhưng mà trương ùn mà cũng hay thân là ùn đi à xa đang khá ọt lầm ôm ngay ra bàn ơi xây em nhớ đẹp lắm đẹp nông đẹp và như cây hoa tâm bụt ở đền chùa nàng tiền đi bày em
ơi. Anh ni thương ôn chờ rõ thang, anh chẳng có đẹp như ôn nắng thăng thả đồn nọ ơi. Anh ơi thương nhau mấy núi mà cũng treo mấy nhà sông, cũng lôi mấy đeo cũng qua ra vậy ơi. Thương nhau chẳng quan xa gần, dù xa chẳng mãi anh vẫn lẫn đưa đi đâu nọ ơi. Nếu mà có thật mà đều đi đưa ôn đừng trả chờ mà rơi đôi em đi vậy ơi. Nếu mà có thật ta nó ơi anh đi thương nhật ta con người là em thôi hãy nói. Thế thì cảm ơn cái tâm lòng vang say lương lì lời vang của em nhà đã vậy ơi. Bà un cứ nói nô mi em thương giật ta ở khi nó quên đôi ôn nó ơi. Ôn ní chuồng em ô biệt mà để đâu để vào tại ao lâu lâu ra ôn lại nhìn gặp em ở chốn mà nơi đi đưa tay bắt mặt mừng bên nhau không vậy ơi. Cảm ơn un làm un ơi thương thiêng nhớ suốt đã đời của em rồi hãy nói. Cảm ơn cái tâm mà lòng chàng bằng thương cái un nàng ở Hà Ni ra bàn ơi đôi hà như thế mà con tâm đều ăn mộ là đều nằm mà mộ hà nồng ra bàn ơi. Hẹn ơn đức ca đào nhà con sương hẹn ăn kể người đã sương rồi hãy nói. Đôi ta như dằn mà điêu đi ua đưa cả chạy mặc nửa cứ đi ua để nhau ra bàn ơi. Đừng cho nghe khô nghe sâu cứ thương cho đẹp muốn mau tình thương đau nói. Còn rằng bỏ đưa mà anh ơi
bữa cơm đến chiều gặp hại nhà ni bày ơi bày giữ đã gặp nhỏ đây tiếng xưa nghĩa cụ lúc nay nhớ lũ cụ nó ơi em ơi đôi ta thăm này mà đứng phai đôi ta mãi mãi cuộc đời ở bên nhau không vậy ơi có xa ý như cho cô nghe nó có gặp ủn hà con đứng chê ủn nó ơi em ơi xa nhau xa bòn xa hình nga ra mây tình cảm chung mình o xa ca bàm ơi hôm nay ngồi ăn chờ cơ đua ai nì nhớ lại cái ngày con còn đâu nói ngày xưa mẹ đại cha mẹ đang chơi đồ dỗ ăn con đứng mà quên cô nói thế thì ước chỉ anh an mà rồi chàng ấy à này có un có em đã bày đám đi chơi đủ giống khăng đến nhà ô đến ô đến nhớ chắp mà rơi có em ra vậy ngày đi ước chỉ em con bè ngồi đua đưa cho un đà cha un du na đèn đâu nó ơi ước chỉ con un nhỏ mà toàn con đưa un ngồi chung cho em ra bầy đủ nàng thì lá lưới bạc xiềng vàng thắng thà cho đẹp lòng trang lòng em đôi un nói con rằng chi nữa mà em ơi đôi hà tiếp tục mà rơi chơi hà đu trộn ơi đi đền đi em ơ mà lại ở đây hết buổi hết ngày mà thôi ra vậy ơi ùn ơi con bàn con phương mến chi hát vậy phải nhường cho nhau cùng nói thế thì hà chục chào lời trường chẳng nhớ được về đôi hàng như vậy ơi nghe về chú ca un cho lên cho cả là đếm lô ca cho khen thơ hoa đau nói cảm ơn mẹ chúc mà em nhà cha
ông nhớ đưa về bên hạ em ra bà ơi em về đang thả mà xa xa thì à có chuyện hát là qua gửi em ra bà hình à, xin chúc ca cửa chúc ca nhà chúc cho con cháu yêu ba la hồng ai hùng thường hay em về đang thả mà xa xa hay à rằng ở lại ngày à ta cơm giáo bát mọc về ron cứ mà đôm cơm coi ôn thôi đưa chân ra bầy về ở vì thương mẹ ở nhà cảm ơn ôn cò lưỡi má thương em ai hồn ơi thế thì em về có điện thoại mà tu bi đủ bi điện thoại thôi á gục á em cùng vậy hay hình à vì cắm nhớ à cắm à thương áo bên à ra cả mặt à cứ nương như mưa đâu nó ơi thế thì đền ní bé là cắm à kỳ năm mà khẩu hạ nhớ đam ni gặp nhau ra bàn ơi cho dù chơi dùng khắp mương đứng quên em bạn khắp mương nơi ni cùng nói quên sao quên được mà hỡi ca thiệt đội mình đã ăn mà nhậu rồi mà anh ơi anh về ôn nhớ mà ôn mà thương hàng rạc mặt trời thành vô chào thay đi đi vậy cho dù vui bàn vui phương phải thương đến cày tình hà mương gặp ở đây cùng nói em về đang khả mà khỏi năm qua tuồng đắng dằm mồ mê thường đi vậy ơi cứ cho rồi trả cho lên ấy nó bảo dùng để ngã mến lại đi hay ùn thương ơi thế thì em bé ùn chục buông câu buông được kính mê buông khâu đi bày kính thay ra bể ùn tàng mà đổi dây
dù mưa hãy răng lê dây mà đi mà nhớ nàng em à thấy lưới mê à ơn nay em về là có qua kính mê em à chẳng cảm ơn đâu nói ra về ôn chục giáp nơ gió mà kia đêm nắng hồ gót lòng ô ngang ai ra vậy ơi nếu mà una tăng đuổi dây chít leo đứa ngọ ngày ngày cho sướng đâu nó ơi ra về ôn chục mà gương ngã trên ngã làng ngã đảo em giờ say kinh ở bông hoa ra bàn ơi ngựa ngậu á sen á em nhân à nó ơi đứa thề uốn bàn nó rơi trong gương đầu nó ơi ra bể uốn tàng ơ mà cương ơ vang ngạt làng ngả rào em giờ có bóng nàng ngỡ lõng hạt gượng ra bàn ơi thế là nhật chi cho tương để cho đối khạc bàn phương nếu bụi đầu nói